Chào anh em bà con mình nha. Quá trời ô tô đợi anh em mình luôn nè. Xe Đức, xe Mỹ, xe Hàn, xe Nhật đều có đủ. Đó, 4 chỗ, 5 chỗ, hatchback có đủ luôn anh em nha. Thì chiều hôm nay mà anh em mình xem những clip tiếp theo của em Thịnh nha. Chiều hôm nay em Thịnh mình sẽ lên sóng và cập nhật một số mẫu xe giảm giá cho anh em mình từ 10 triệu, 5 triệu, 7 triệu, 8 triệu. Đó, rất là nhiều ô tô đợi anh em mình luôn, nơi giao lưu và trao đổi bà con mình đi vòng anh em mình nhìn nè. Tầm 100 mấy, 200, 300 triệu là đã có ô tô đi rồi. Bên em có thể cho anh em mình cho nợ lại nè, không lấy lãi ha. Và có bán cước qua ngân hàng Jack được hỗ trợ 100 triệu ha, chỉ cần anh em mình có căn cước, có bằng lái xe được hỗ trợ 100 triệu đồng anh chị nha. Đó, và bên em cho nợ từ 10 triệu cho đến 60 triệu không lấy 1.000 lãi. Đó, và có nhận giao lưu xe, nhận đổi xe, sau bán hàng có hỗ trợ sửa xe, sơn xe và cầm xe cho anh em mình luôn. Anh em cứ yên chí qua gặp Thịnh Bến Tre, nơi giao lưu trao đổi với bà con. Anh em bà con nào chưa đăng ký kênh vui lòng nút đăng ký và để cập nhật nhiều video nha. Rất là nhiều sản phẩm chờ anh em mình là bao gồm như Focus nè, Civic nè, Innova nè, VSG, VSE nè, Spark đời mới, Spark đời thấp, Spark đời cũ nè, Innova G, Innova E tự động số xe. Đó, Spark cung cấp giá rẻ vài chục cũng có đó anh chị. Rất là nhiều sản phẩm đợi anh em mình, anh em cứ qua lựa chọn lái thử, chạy thử cùng em Thịnh. Đó, địa chỉ anh em mình gọi Google Thịnh Bến Tre, đi theo vị trí là tới rồi. Đó, anh em mình cứ qua tham khảo lái thử nha. Chúc anh em mình ngày mới vui vẻ, gặp nhiều thành công trong cuộc sống, làm ăn phát tài phát lộc. Em cảm ơn rất nhiều nha.